đây, thả tôi ra. Tôi không có làm gì sai hết. Cứ đợi mà xem. Lấy hết đồ trong túi ra. Nhưng không có gì hết mà. Tôi nói là lấy hết ra. Cậu làm cái gì vậy? Dừng lại đi. Để tôi xuống. Cậu làm sao vậy? Cấm đem kẹo vào đồn cảnh sát. Nên là cậu phải giao tư rồi. Có gì nhầm lẫn rồi? Không nhầm đâu. Cậu có tội. Tôi sẽ tịch thu hết mớ kẹo này. Đến giờ xem chương trình TV tôi thích rồi. Mình không muốn phải vào tù. Không công bằng. Kiềng bánh kẹo đâu phải là lỗi của mình. Ai vậy? Chào. Tôi là Miss Delight. Tôi tới giúp cậu đi. Cậu nói là cậu mê đồ ngọt. Wow. Cậu sẽ thích quả táo này đây. Là cho mình sao? Buổi sáng tốt lành đồng nghiệp. Hết có tốt rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đến lúc ăn táo ngọt rồi. Chờ đã, cái gì? Cậu dòm ngó cái gì hả? Có vấn đề gì à? Ăn táo không? Nói với mình à, chào đàn ấy. Không ngờ thật. Mình vui quá. Mình tên Steve. Chờ đã, học cách chào cho ngầu lòi nào. Chờ cái, mình sắp được rồi. Cậu ok chứ? Mình làm được rồi. Tôi tới kiểm tra đi. Báo cáo tình hình đi. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát thưa ngài. Cô chắc chứ? Vâng thưa ngài. Vậy cô thì sao? Mọi thứ vẫn theo trật tự thưa ngài. Tốt, đợi đã. Mình ở đây cô đơn lắm. Tôi thấy một quả táo đúng không? Úi, phải loại bỏ chứng cứ đi. Giờ thì được rồi. Mình sẽ là đôi bạn thân nhất. Gì? Ồ, tôi canh chừng đấy. Ổng là mình sợ ghê. Mình cũng vậy. Mấy cô quên là trong nhà giam của tôi cấm có táo à? Là cho cô làm à? Không phải thưa ngài. Cô đưa táo cho tù nhân à? Nhìn này, giờ tôi có MacBook rồi. Tôi nghiêm túc cảnh cáo mấy cô, không được để xảy ra lần nữa. Cái đồ này loạn hết rồi. Là do cậu đấy. Không phải mình mà. Vậy thì do ai hả? Mình sẽ điều tra. Nghe này, giờ mình thấy rất là đói. Bụng mình biểu tình rồi. Gặp anh bạn Billy của mình nè. Billy, chào hỏi đi. Chào cậu, đi thôi. Có chuyện gì vậy? Tôi thấy cậu đói mà. Tới giờ ăn trưa rồi. Đồ ăn giấy. Tôi không quan tâm. Cậu phải ăn cho bằng hết. Không đời nào, ghê quá đi. Billy, đừng có nhìn. Cậu không ép được tôi đâu. Đừng gây chuyện với tù nhân nữa. Quay lại chỗ của cậu đi. Cảm ơn vì đã giúp mình. Cho cậu cái này nè. Kẹo mút to quá đi. Đây là bí mật nhỏ của tụi mình nha. Được, mình muốn thử lắm rồi. Wow, đẹp quá đi mất. Tuyệt thật đấy. Ngon quá đi. Nhìn ngon thế. Billy, với mình cũng muốn thử miếng. Xin lỗi nha, không còn tí nào cả. Thế giới này thật tàn nhẫn. Tim mình dở nát rồi. Đừng buồn mà. Mình có một kế hoạch tiếp. Mình phải nói với cậu vài thứ. Giúp mình trốn ra đi. Không đời nào Billy. Mình nên giúp không? Hãy làm thôi. Tụi mình ok. Điểm của job. Tụi mình chỉ có thể thoát ra bằng lỗ thông thôi. Chờ đã, đưa Billy cho mình. Của cậu nè. Ôi không, cảnh sát sẽ bắt được tụi mình mất. Chương trình TV hài hước thật. Steve, cậu có sao không? Giỡn ổn. Sao để đưa cậu lên trên đường đây? Leo lên lưng mình đi. Mình sẽ nâng cậu lên. Lên nào. Khó phết vậy. Giờ mình cần bịt nó lại. Mình chưa từng ở đây. Mém nữa quên Billy rồi. Mình trốn được khỏi nhà tù rồi. Nhưng ở đây hơi chật chội. Nhìn mấy cái mạng nhện đi. Eo ơi, gớm quá đi. Từ đã, có khi con nhện này giúp được mình. Thôi nào, cắn ta đi. Sao nó đau dữ vậy? Giờ mình có thể bắn tơ nhện rồi. Tơ, ra nào. Không được rồi. Ý tưởng này ớ ngẩn thật. Phải tiếp tục di chuyển thôi. Ở dưới có gì vậy? Vẫn đang xem chương trình TV. Mình còn lén lút hơn hai người đấy. Mình biết cách tùng hứng rồi. Nhưng giờ mình khác quá. Ôi không,
hết sạch nước rồi. Mình phải lấy thêm thôi. May là có cái giò trong phòng giam. Này, nước đâu hết rồi? À phải, mình quên chưa mở van. Giờ chắc là được rồi. Sắp được tự do rồi. Tiếng đồn gì vậy? Cứu! Thiếu niên ninja rùa đột biến. Thiếu niên ninja rùa đột biến. Này, ai tắt nước vậy? Nhả mất. Úi, chúng ta là ninja rùa tí hơn. Người hát sai rồi. Thôi nào, vào trong đi. Có còn thiếu người nào không? Sao mấy cô để tù nhân trốn ra được ngay dưới tầm mắt mình vậy? Hai cô bị sa thải. Và ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu vậy? Đi đâu đâu, tôi chỉ muốn thông gió phòng giam thôi. Mọi thứ vẫn ổn, giờ có không khí trong lành rồi. Tỉnh táo lên, tôi theo dõi từng cái một đi. Mấy cậu gài tôi. Ôi, đau đi, thả tôi ra. Vô lại nhà giam đi. Cậu tính làm gì mình? Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Cậu sẽ không trốn được nữa đâu. Billy đừng nhìn, quá sức kinh khủng. Giờ im lặng đi, đừng có ồn ào nữa. Cậu ta đi rồi, mình phải chạy thôi. Mình còn không di chuyển được. Vô vọng rồi. Tội nghiệp quá, mình phải giúp cậu ấy thôi. Hết kia, mình cần cậu tháo cục tạ ra khỏi chân tù nhân. Đã biết, mình đang tới đây. Cậu gọi cho ai vậy? Nói mau. Ai đâu, gọi nhầm ấy mà. Chào mọi người. Là tôi đây, hết kia quá kì. Tôi có gói hàng cho tù nhân này. Đưa đi đi, tôi phải kiểm tra đã. Này, tôi có thứ này cho cậu. Gì vậy? Một cái chìa khóa. Wow. Với cái này, cậu có thể tháo được cục tạ. Lấy đi, mình cần phải tới gần thêm xíu nữa. Chỉ một xíu nữa, mình không giới tới nữa. Steve, làm ơn lấy chìa khóa đi. Gì? Không thành vấn đề, mình sẽ quay lại ngay. Bật chế độ sát thủ. Được rồi, chìa khóa là của mình. Một cái bánh. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Cấm xem đồ ngọt. Ra khỏi đây đi. Đi liền đây. Tắt đèn. Mọi người đi ngủ đi. Tắt hết đèn đi. Ngủ ngon Billy. Chúc cậu mơ thấy cô bạn thú nhồi bông. Còn mình thì sao? Mình còn không thể nằm lên giường được. Mình đoán mình sẽ ngủ ngồi vậy. Đừ cả người. Cho tới sáng đừng có quấy rầy tôi. Mọi thứ vẫn như thường lệ. Cảm ơn chị đã giúp mình. Mình xong rồi mình rồi. Giờ có thể ngủ chút rồi. Này Steve. Cậu cần chìa khóa à? Của cậu nè. Cuối cùng cũng vô tay mình. Giờ có thể tháo cái đeo chân ngu ngốc này ra rồi. Tề hết cả chân. Tuần tra đêm thôi. Thôi không, trốn đi. Đến giờ kiểm tra rồi. Miss Circle, cô ngủ đấy ạ. Không ăn kẹo, cấm hết bánh kẹo. Được rồi, mình sẽ kiểm tra Miss Delight. Thấy ghê quá. Tù nhân sao rồi? Gì đấy? Gấu bông bị cấm. Billy. Được thôi, của nhóc đi. Cái gì vậy? Cậu hợp với đồ tù nhân lắm. Còn người nữa phải kiểm tra. Chờ một chút, chân tù nhân đâu rồi? Ngạc nhiên chưa? Nhận lấy của anh đi. Giờ tôi là quản ngục rồi. Thả tôi ra. Cứ mơ đi. Anh đã bị bắt. Ngồi trong đấy và suy ngẫm về hành vi của mình đi. Mình không nhúc nhích được. Không sao cả, rồi cũng sẽ quen thôi. Tôi muốn được tự do, cứu giới. Anh ổn quá đi. Tôi phải làm cho anh im lặng. Nhận lấy. Người đang làm gì vậy? Chúc ngày tốt lành, Steve. Đi thôi. Chị, mình đi với cậu. Đã lúc rời đi rồi, đồ thua cuộc. Quay lại, đừng bỏ tôi ở đây. Im lặng nha, mình sắp ra đường rồi. Một cuộc trốn cục. Chị có súng kìa. Tất cả đứng yên tại chỗ. Chào nha. Không thoát khỏi tay tôi đâu.
Thưa ngài, lệnh của ngài là gì? Có nhầm lẫn ở đây. Tù nhân này phải được thả ra. Đây là hồ sơ của cậu ta. Gỡ bỏ hết các vụ tội. Mình nợ cậu ân tình. Đứng lại ngay đi. Tôi chịu đủ rồi. Cậu ấy cắn câu rồi. Cậu vi phạm quy định trong tù. Là ngài sao? Thưa ngài, lệnh của ngài là gì? Để tôi giúp ngài. Ngăn chúng lại. Mình bị túm rồi. Chạy đi. Đứng lại, quay lại nhà giam ngay. Tôi bật chuông báo rồi. Có chuyện gì vậy? Mình đã sẵn sàng bắt người xấu rồi. Vậy làm nhiệm vụ của mình đi. Đừng đánh tôi. Bắt được rồi. Vào trong đi. Mấy người ở đây hơi bị lâu đấy. Kế hoạch thất bại rồi. Đừng khóc Billy. 44. Đủ rồi. Mà chết mất. Trông chừng bọn nó đi. Đã biết. Đến giờ đi tuần rồi. Loạn thật sự. Là mấy người muốn đi. Cậu ấy đi hướng này. Cứu. Không phải việc của mình. Mình trốn đây. Rời giường đường rồi đấy. Không muốn đâu. Không phải đề nghị đâu. Đừng để nói lần hai. Yên đấy. Cậu làm cái gì vậy? Cậu không được ra khỏi vòng tròn này. Cứ nhảm nhí gì vậy? Ôi đau quá. Với kiểu người ngụy trang đấy, đời nào làm gián điệp được. Đi đâu mất rồi? Được rồi, mình sẽ lấy con gấu ngớ ngẩn này. Nó thì ở đây. Cậu ấy làm gì cậu vậy? Tù nhân phải có kỷ luật. Cẩn thận đi. Có ai gọi mình? Nghe đi. Cô có nhiệm vụ mới. Cần phải bắt cho được Khanh Á. Sẽ được. Coi chừng chúng. Tôi phải đi đây. Cuối cùng mình ở đây một mình. Mấy cậu bắt lấy. Tội nghiệp Billy. Ôi này, là cuộc tẩy. Mình thả tự do cho cậu ngay. Chúng ta sẽ lại bên nhau sớm thôi. Mình nhớ cậu nhiều lắm. Úi, xíu nữa quên. Mình sẽ thả cho cậu ra nữa. Please. Yeah, mình lại có thể tự do di chuyển rồi. Tuyệt quá. Mình có ý này. Mình xin Mr. Light thả mình ra khỏi đây đi. Khi nào? Mr. Light, làm ơn thả tụi mình đi. Mình chỉ còn một lần di chuyển tức thời thôi. Hiểu? Hãy giải quyết như người lớn đi nào. Ok. Bao búa kéo. Mình thắng rồi. Xin lỗi cậu nhiều nha. Để Billy theo với. Được, được rồi. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Mình sẵn sàng rồi. Đi vui vẻ nha. Ô, nhớ mình đi. Mà khoan, mình đang ở đâu đây? Khắp nát trên trang bìa kìa. Có ai ở đây không? Hoppy, Picky Pig, Smiling Crypter à? Mình đang ở trong nhà của họ sao? Dĩ nhiên tất cả đều đáng yêu rồi. Nhưng người mình yêu nhất là Khát Đa. Mình muốn được giống như bạn. Boo. À! Ô, bạn đây rồi, Khát Đa. Mình yêu bạn nhất trên đời. Nổi da gà quá đi. Xem con Buster chưa? Mình muốn trở thành bạn. Mình e là không được rồi. Không có gì là không thể cả. Để trở thành một Khát Đa thực sự, bạn phải biết cách mài móng vuốt trên sofa. Phải chi mình có đôi tay giống như bạn. Và cả cái bụng mềm mại này nữa. Rồi rồi, bạn thắng. Quang hô, quang hô, quang hô. Bạn muốn trở thành linh vật nào nè? Tất nhiên là bạn rồi. Mình hả? Ừ, tai nè, lông tím nè, mặc dây chuyền trăng khuyết nữa. Wow. Ồ, bật lên rồi. Quyền bí. Bắt đầu làm tóc trước đi. Bạn không thơm tho gì hết. Úi, xin lỗi, để mình chỉnh lại liền. Hình như lâu lắm rồi Hannah không chải tóc thì phải. Áo, đau quá đi. Ồ, xin lỗi, bạn không sao chứ? Mình vẫn còn sống. Nhớ nè, tất cả các loài mèo đều phải chải lông bằng lưỡi. Như vậy nè. Ok, chỉ dùng lưỡi và nước miếng thôi phải không? Có lẽ bạn phải luyện tập nhiều rồi. Mình sẽ thị phạm cho bạn xem. Ngồi xuống đây, cảm nhận nha. Nói chung chúng ta chỉ cần chút ma thuật mèo thôi. Wow. Xong rồi, thích không? Kiểu tóc này đẹp thật. Cảm ơn nha, Khát Nát. Lần sau bỏ cái lượt luôn đi nha. Mình tỉnh chưa? Chuyện gì vậy? Hả? Hannah đâu? Không có ai trong phòng hết. Vết bẩn vẫn còn nguyên.
Hana, đi đâu rồi không biết? Con không được trốn dọn dẹp đâu, cũng không có ở đây. Sao bí ẩn vậy ta? Còn bé ở đâu được chứ? Có chùm lông màu tím của ai đây? Các bạn ơi, comment bên dưới là lông này của ai nha. Cầu đố thế kỷ, nghiêm túc đó. Coi và làm theo nè. Ok, lớp học về chải chuốt. Đến lúc lên đồ rồi. Fashion show, sẵn sàng. Đây là chỗ tụi mình cất đồ đạc đó. Wow, nhiều đồ đẹp quá. Chiếc hộp trong mơ. Trang phục thỏ. Không. Becky, không luôn. Nhiều trang phục quá, không được cái nào hết. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chắc chúng ta phải bỏ ý tưởng này thôi. Ôi đừng mà. Vấn đề không phải là bạn mặc gì, mà là bạn chải chuốt kiểu gì ấy. Trí tuệ của mèo. Cầm đi. Bây giờ mới ngoạn mục nè. Bạn sẽ không thể chán với mèo nữa đâu. Đây, lông đây. Mình biết làm gì với nó đây? Tự may trang phục cho mình đi. Mình có máy may đây nè. Tự may hả? Kiểu của khép nát. Ồ, nặng quá đi. Phiêu, chúng ta có thể mua lông thú không? Thay vì nhổ nó ra. Một câu hỏi không có câu trả lời. May là mình biết may vá đó. Rồi nó sẽ thành cái gì đây? Trời, người thợ may chắc sẽ tự hào về mình lắm đây. Meo. Đỉnh lắm. Ồ, hình như hôm nay mặc dây chuyền của mình không ổn rồi. Make up hả? Ồ, dễ mà. Đến lúc dặm cho bạn ít phấn rồi. Bạn có biết make up gì không đó? Không, mình sẽ gọi chuyên gia tới. Nghe nè Khắp Nát, tới giúp mình cái này nha. Chuyện nhỏ tới liền. Anh yêu ơi, em đi một chút nha. Mẹ chân dài có bộ make up kỳ diệu, có đủ mọi thứ cho màn lột xác ngoạn mục. Có phải bạn không, Khắp Nát? Đó là không gian riêng tư. Và hôm nay chúng ta có ai trên ghế đây? Ồ, bắt đầu nha. Không phải cái này. Cỏ. Tông da phải đều màu. Hả chị? Ui. Và mí mắt thì rực rỡ. Chúng ta đang vẽ Khắp Nát, cần một chiếc mũi mèo dễ thương hơn. Chưa hết đâu. Dụng cụ tra tấn. Lồng mì quyến rũ quá. Wow, lai nhiều lên nha các bạn. Làm tốt lắm. Bạn thấy sao hả? Thích không? Công việc của mình xong rồi. Ô, lại là anh sao? Điên thật mà. Em thích làm việc từ xa lắm. Cái gì vậy trời? Dịch vụ cung cấp liệu pháp gây sốc mới hả? Chà, nhanh lên. Cây lâu nhà, thể hiện điều kỳ diệu của công nghệ đi. Mình phải xem hướng dẫn trên YouTube trước khi làm mới được. Vết bẩn cứng đầu. Không bỏ cuộc. Ồ, máy hút bụi nè. Không biết có hút được vết bẩn không ta? Nó chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Nhưng đó là bụi, còn đây là vết bẩn. Úi, thì ra nó đã lấy vớ của mình. Tốt hơn là thuê dịch vụ dọn dẹp cho rồi. Bây giờ có hai người rồi. Thật tuyệt khi có người chơi cùng. Ôi không, kho báu của mình. Thiếu nó mình chết mất. Khắp Nát à, đừng buồn mà. Mặc dây chuyền, khỏi thuốc mê. Nhiệm vụ mới thú vị đó. Cái gì? Nhanh lên, thử chút hoa oải hương đi. Ngon lắm đó. Yêu. Như vậy nè, chỉ cần đưa nó vào miệng rồi nhai. Chỉ là nó không ăn được. Yêu. Các bạn nhớ nha, đừng có ăn cây sống đó. Đừng nghĩ là không. Vậy thì nước ép hoa oải hương thì sao? Thử đi. Nước ép hả? Cái này thì khác nè. Sao mà từ chối được? Sao ngon quá vậy ta? Ngon quá. Cảm giác khác lạ thật. Cái gì vậy? Tín hiệu khói do vi khuẩn hả? Khoan đã, mình có ý này. Hãy tăng cường nước ép bằng coca đi. Mẹo này lạ quá. Hả? Bạn đang nói cái gì? Úps. Đúng là học sinh tiềm năng.
Dậy đi, dậy đi nào. Khách nam, khách nam. Phải làm gì đây? Ha, có cách rồi. Mèo rất sợ nước thì phải. Ôi, mẹ ơi, quăng chai nước này đi đi. Cô gái vô ơn. Xin lỗi, mình chỉ muốn đánh thức bạn dậy thôi mà. Ờ, thì dậy rồi nè. Được rồi. Cái gì? Nhiệm vụ khác hả? Mặt dây chuyền. Đến lúc làm điều không thể rồi. Đánh cắp mặt trăng. Để làm được điều đó, chúng ta cần một cái thang. Ồ, để mình giúp. Đỡ phía sau nha. Dừng lại, vị trí hoàn hảo rồi. Phủ mình nha. Như vậy nè, đây sẽ là một vụ trộm. Úi, thiên thể lớn nhất. Đội trưởng Khắp Nát nhận nhiệm vụ. Đội trưởng, mình sẽ ở dưới này hỗ trợ bạn. Cuộc phiêu lưu thú vị quá. Còn có nhiều ngôi sao nhỏ nữa. Đó là mục tiêu chính của chúng ta. Đẹp quá đi mất. Hana, chụp nè. Mặt trăng của mình. Đẹp quá đi. Úi, sao mình lại quên được trời. Mình là mèo mà. Còn sợ độ cao nữa. Ui, sợ thiệt. Ồ không, Khắp Nát. Phun, phun, phun. Mèo con, xuống đây nào. Cứu với, có ai không? Đưa mèo con xuống giùm mình với. Đội cứu hộ đến đây. Ôi, chú làm con sợ quá. Nhanh lên, mau cứu Khắp Nát tội nghiệp đi chú. Chúng ta sẽ cứu con trong giây lát. Sợ quá đi mất. Mèo con, chú sẽ cứu con. Cố lên nào, có chú đây rồi. Nào, bé mèo được giải cứu rồi. Chú là anh hùng của tụi con. Cảm ơn chú. Cẩn thận nha. Chúng ta có mặt trăng rồi nè. Đúng vậy. Mặt dây chuyền. Chúng ta phải thu nhỏ nó lại. Được rồi, nhanh lên. Đeo vào đi. Hợp với bạn lắm đó. Úi, tin nhắn lại tới nữa rồi. Không thể tin được. Mình thành Khắp Nát thật rồi. Cảm ơn bạn nha. Chúc mừng nha. Cuối cùng ước mơ của mình đã thành hiện thực. Và mình trở thành một trong số Smiling Scripter rồi. Hi, Khắp Nát, mình có quà cho bạn đây. Thật hả? Cho mình sao? Cái gì vậy? Tò mò thiệt. Mèo thích hộp quà nhất mà. Và cái gì? Bóng sợi hả? Thích không? Một quả bóng sợi màu tím. Mình có nằm mơ không? Mình biết cách làm bạn vui mà. Hộp quà và sợi chỉ, niềm đam mê của tụi mình. Không có ai hết. Ở đây có nhiều đồ quá. Kiểu gì cũng tìm được món có giá trị cho xem. Ồ, đúng vậy. Chúng ta tới đúng chỗ rồi. Nhìn đồng hồ trên tường kìa. Đáng giá đó. Ừ, lấy xuống đi. Ồ, chúng ta có khách sao? Có người ở đây. Đúng vậy. Chúng ta là mèo bảo vệ mà. Có gì đó không ổn với mặt dây chuyền rồi. Nhớ nhà quá đi. Ồ, mình sẽ nhớ bạn lắm đó. Tạm biệt. Ai, chơi vui lắm luôn đó. Dù sao thì mình vẫn còn quả bóng sợi này. Làm cách gì cũng không chùi được vết bẩn này. Ở một mình buồn chết đi được. Hãy im lặng và lẻn vào nha. Hiểu rồi anh bạn. Ồ, không chỉ có chúng ta đâu. Các cậu là ai? Trói ông ta lại, Taylor. Bây giờ xem ở đây có món gì giá trị không. Ừ, tìm chỗ bàn làm việc đi. Các người đến đây rồi sao? Ba, con gái ơi. Chờ một chút để con xử lý bọn chúng. Được rồi. Ha! Bây giờ bọn họ chắc chắn tiêu đời rồi. Ba hứa đừng phá nữa nha. Ừ, ba hứa mà. Cởi trói cho ba đi. Cho ba ôm con nha. Ba à, mình chuộng thôi. Chạy đi đâu? Bố ngủ ghê. Mình cũng thế. Chuột trong lòng. Không phá được đâu. Chào mừng đến với thế giới ác mộng trường tồn. Nội thất nhà quá. Ổn hơn rồi đó. Tù của mình, luật của mình. Chuồn khỏi đây thôi. Phải lên kế hoạch, gọi là tự do một đi. Bạn là bộ não, nghĩ đi. Ta sẽ đào hầm bằng muỗng. Sẽ mất vài năm để đào xong. Rõ chưa? Rõ. Cột gai giường thành dây, sau đó trèo xuống vách đá. Chính xác. Ôi, đi đứng cẩn thận chứ. Chuột, to quá. Bắt nó ra chỗ khác đi. Hả? Nó không hại bạn đâu. Nhìn răng nó kìa. Mình có ý này. Còn kế hoạch của bọn mình, dẹp đi, mình có cái mới rồi. Các tù nhân thế nào rồi nhỉ?
Ồ, ngủ ngon ghê nhỉ. Tốt lắm. Có mùi đồ ăn nè. Chuột. À, bữa sáng đầy rồi. Thôi nào, đừng chạy. Cùng làm quen nào. Mình có phô mai. Thành công rồi này. Này Taylor, dậy đi. Đi rồi hả? Bạn là thiên tài. Chứ sao, trí tuệ là sức mạnh mà. Đập tay nào. Úi, tay mình. Không đâu, sức mạnh nằm ở cờ bắp. Nhìn đây. Yếu đuối và vô dụng. Phải bơm lên gấp thôi. Lại đây nào các con. Trái, phải, một, hai. Khoan, dài hiệp nữa nào. Bị gì vậy trời. Lưới sắt. Nhìn vậy chứ cứng lắm. Đúng là hết cứu. Nhìn nè, có chìa khóa nè. Để mở cửa đó. Không cần bẻ sắt gì đâu. Chắc cái này. Khoan, đừng mở cửa. Mình tự làm được. Này, Long, chuẩn bị bại trận đi. Wow, khỏe ghê. Lưỡi sắt bỏ cuộc đi. Mai sẽ cười mình mất. Thế nào rồi hả, bẻ được chứ. Mình bỏ cuộc. Mở đi. Thấy chưa dễ ẹt. Ăn chuột không? Khỏi cảm ơn, mình không đói. Chút ngon miệng. Cảm ơn. Ôi, tình cờ bắp này sợ chuột lắm. Sao màu sắc sợ hãi thế? Hãy tìm hiểu ngay nào. Ngủ đi. Sắp cục mất rồi. Chỉ là mơ thôi Taylor. Dậy đi. Chuột, một đống chuột luôn. Để mình đi. Bạn thấy thứ mình thấy chứ? Ừ, mình thấy. Sữa. Ừ ha, mình quên mất tiêu. Ngon quá. Các bạn nhìn gì thế? Đừng đứng yên, giả vờ bận rộn đi. 1000 sữa thật nhạt nhẽo, sắp mình thích nhất. Tốt lắm, chút vui. Canberra là thủ đô nước Úc. Không biết đấy. Đủ lắm rồi, phải lên kế hoạch mới. Bướm của bạn. Nghĩ ra rồi. Trong vũ trụ có rất nhiều loại sữa. Nhưng mình chỉ mới thử sữa bò. Ôi, một sinh vật tuyệt diệu. Bạn đi đâu thế? Mình không cắn được, đứng lại. Cắn con rồi, quay tiếp đi, mình sẽ mở ngay. Sao vậy, đừng chạy. Đang vui mà. Nghịch ngợm quá. Đi nào. Cá lớn, hy vọng mồi giữ được. Ừ ừ, mình tới liền. Mike, nhanh lên. Coi chừng con mèo bắt được mồi đấy. Đợi mình một chút, nhiều chìa khóa quá. Ui, thanh lý thuyết xác suất ơi. Mở cửa ra đi mà. Tuyệt, được rồi. Này nhóc đi đâu thế hả? Yên lặng nào được chứ. Im đi, bị phát hiện bây giờ. Ôi không. Cứu nha. Ôi tội tiêu rồi. Đe dọa mình bằng thứ này hả? Chubby là sinh vật đáng sợ nhất hành tinh. Bạn sửa biết ta. Chạy đi, bọn mình đang định trốn. Chỉ là tình cờ. Tiếp theo. Được, mình hiểu rồi. Không cho bạn ngủ đâu. Cầm cần câu lên đi. Chơi nào. Thật sao? Mình thích câu. Lại một giấc mơ đáng sợ. Taylor, bạn không tin thứ mình mới. Taylor, bạn làm gì thế? Mình không làm nổi nữa. Cái này vui quá. Đứng lại, đâu rồi? Thấy rồi, cứu mình. Tội Taylor, trông bạn ấy mệt như sắp ngất tới nơi. Phải đánh lạc hướng mèo. Nhưng làm sao? Nghĩ nào, thử chuột và đồ chơi rồi. Chỉ tệ hơn thôi. Hay là... Đúng rồi, mình cần mùi hương đặc biệt. Các bạn, viết giới, khát náp thích mùi gì? Xả, bạc hà hay quải hương? Viết dưới bình luận nha. Mành mối đâu nhỉ? Rồi bạn ấy biến thành màu tím. Chú mèo cũng chỉ thích một màu. Rõ ràng rồi, quải hương. Thử nào. Chán quá, nhanh lên. Mùi gì thú vị quá. Tự do, cuối cùng. Muốn dụ mình khỏi cuộc vui à. Quảng cáo thôi mà. Mùi oải hương nhẹ nhàng, dịu dàng, thơm tho chỉ một đô. Thuyết phục đấy. Đưa cho mình. Giờ mình dị ứng câu cá rồi. Bạn làm rơi nè. Tiếc chứ. Đừng mà, tha cho mình đi mà. Đứng của mình. Dính toàn lông còn oải hương nữa. Trả lại đi. Muốn kiếm chuyện à.
xem đi. Xin lỗi anh bạn, mình không giúp được. Khát nát, mình ngủ ngon lắm. Đến bạn rồi đấy. Jacqueline, gặp bạn vui quá. Tù của mình, tù nhân của mình. Sao bạn dám xuất hiện? Ngủ đi. Mình chuẩn bị cho trận cuối cùng rồi. Mình có nên sợ hãi không? Đợi một chút, đừng đi đâu nhé. Chết nè. Thông minh, không công bằng. Đi xài nước rồi. Thần tượng của mình. Cởi ra giúp mình với. Súng chất quá. Bạn nghĩ ra hả? Mình cũng muốn có. Ấn nút này được không? Oops. Lại nữa hả? Taylor, sao bạn lại? Oops, xin lỗi. Đắp chăn cho cô ấy nào. Nhỡ bị lạnh thì sao? Khẽ thôi, về lại phòng giam nào. Lần thứ ba bỏ trốn trong tuần. Chịu phạt đi. Chán quá đi mất. Mọi người thế nào rồi? Ồ, xin chào sếp. Xin chào. Hai người cứ tự nhiên đi nhé. Bye bye. Chà Taylor, cậu sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Mình tập thể thao là vô ích sao? Cái này nặng quá. Ew, cái mùi này kinh quá. Cậu đi trước đi. Được thôi. Đã quá đi thôi. Tạm biệt. Mình tới dính đầy miếng rỉ sét này. Ở đây vui quá, thích quá. Nào, nói bác sĩ biết chuyện gì nào. Cánh tay của em bị bầm tím nặng. Để xem nào. Wow, nhìn không ổn rồi. Chờ bác sĩ ở đây. Nào, thuốc bồi trị bầm ở đâu nhỉ? Không, không phải cái này. Ơ, có ai trên đó hay mình tưởng tượng ra thế? Hạ cánh cũng êm ghê. Khoan hô, thoát rồi. Bác sĩ, bạn ổn chứ? Không, rõ ràng là không ổn. Thôi nào. Này, bạn đề bác sĩ trước. Bạn tìm cách giải quyết đi. Bác sĩ tới chưa bác sĩ ơi? Em đang cần cấp cứu nè. Hình như có ai đó trong phòng bệnh. Bạn giả là bác sĩ đi. Tụi tôi, bạn phải làm. Nhanh lên, khoác áo chào đi. Sao lại là mình? Đi đi, nhanh lên. Mình biết nói gì đây. Chào em. Sao bác sĩ lâu thế? Em ơi, mùi gì ghê vậy? Chắc là mùi trên người anh. Anh có mang thuốc đến không? Thuốc á, mình phải tìm cách mới được. Đứng yên nào, thế này nhé. Nhét bạn vào tủ nào. Bạn đâu rồi? Nè, thế này, đây. Bạn nặng quá. Được rồi, cuối cùng. Mình đến đây. Bạn thế này thì có tác dụng gì chứ? Có mà. Đúng không bác sĩ? Nín đi, anh là bác sĩ thật. Bạn làm gì con bé thế này? Biến nhanh đi. Ồ, bác sĩ thật cơ đấy. Này, bạn bị sao thế? Dậy đi nhanh lên. Đứng yên nào. Đúng rồi. Xong rồi. Đợi anh chút nhé. Tháo hết đống này ra nào. Em bơi xoay đi. Xong rồi. Em thấy thế nào? Ổn hơn rồi ạ. Đưa tay cho anh. Miếng băng kỳ diệu này cân được bách bệnh đó. Lại là cái mùi đó. Hôi quá. Tặng em nè. Quá. Nhưng anh vẫn hôi. Có vẻ em đã phục hồi rồi nhỉ. Tạm biệt nhóc. Đến ai đây? Mình đến trước. Mình hẹn trước rồi. Mình gãy ngón tay. Bác sĩ, mở ra đi. Kìa, bác sĩ kìa. Cho mình vào, mình có móng vuốt. Chết rồi, chúng ta tiêu rồi. Sao rồi các bạn? Ôi không, họ trốn rồi. Sao được đây? Hay là đang trốn dưới giường nhỉ? Lỡ bị phát hiện là mình tiêu đời. Ồ không ổn rồi. Họ trốn ra bằng đường cống. Em ơi, ghê quá. Thôi nào, Amanda nghe điện thoại đi. Hay là dừng lại đi, thả mình ra. Nên chọn gì đây nhỉ? Kéo làm giường thì sến quá. À, mình chưa dùng cưa bao giờ. Xin lỗi, có người gọi. Mình đợi được. Tại gia đình rất thiêng liêng ấy mà. Có hai tù nhân vượt ngục. Chị nói gì vậy? Vượt ngục? Giúp chị bắt họ đi.
Rõ chuyện nhỏ. Được lắm các bạn Tiêu rồi. Tiếp tục sao nhá? Mình phải đi thôi. Thôi mình đi đây. Được, trong lúc chờ đợi mình sẽ lướt TikTok. Vào đi, đừng gõ cửa. Hello. Chào, gì thế này, bún? Sao nhiều bún thế? Này, đứng lại, nhanh lên. Có nghe anh nói không? Được lắm. Giỏi thì bắt em đi, sao mà bắt được? La 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 la. Đứng lại nào. Quá đáng lắm rồi. Rửa chân nhanh lên nào. Lại đây. Không, em biết bụng. Đứng lại, rửa chân mới tốt. Có chuyện gì thế? Này, thôi đi, đừng làm con bé đau. Phòng đầy bụng rồi kìa. Dẹp cái đó đi, con bé sợ đây này. Ổn rồi, bác sĩ xấu tính đi rồi. Mà dạo này để chân dính bụng là quê mùa lắm đấy. Em ngồi đi, để anh giúp em. Wow, cái gì thế ạ? Tí biết liền, em mang vào đi. Đến khúc vui rồi nè. Cùng làm bong bóng tẩy rửa nào. Đổ spray vào trong đôi ủng. Sau đó đổ kẹo Mentos vào. Đúng rồi. Rồi đó giờ đến kẹo Mentos. Sau phản ứng hóa học mạnh mẽ này, anh khuyên em nên đi vậy. Giang, màu em thích nhất. Xong rồi đó, thoải mái hơn nhiều đúng chứ. Phòng khám toàn bùn với bùn. Cầm cây lau nhà lên mà lau đi. Ủa, sao lúc nào cũng là mình? Được. Tạm biệt bác sĩ. Bye. Chúc may mắn. Tiếp theo mời vào. Đến lượt mình. Tránh ra nào. Mình bị đau họng. Đứng lại cầm đi. Đến bạn đấy. Xin mời vào. Mời bạn ngồi. Bạn muốn khám gì thế? Mình đau họng. Như mình nghĩ. Phải tiêm phòng cúm. Để mình lựa ống tiêm. Đấy rồi. Không, cái này nhỏ quá. Phải lấy cái lớn hơn. Mình biết cách giải quyết rồi. Cái này được nè. Cùng tiêm thôi nào. Ống tiêm đáng sợ quá. Bác sĩ quên đeo găng tay rồi kìa. Đợi mình chút. Găng tay, sao mình lại quên nhỉ? Ống tiêm không phải đồ chơi. Đưa mình. Không đau đâu. Bạn đang làm gì thế? Bạn mất trí rồi hả? Ống tiêm gì to vậy? Đưa đây coi nào. Nhanh lên, biến đi. Chà, bạn gặp vấn đề gì thế? Để xem sách hướng dẫn thế nào. Gãy ngón tay út này. Bâm tím gót chân này. Ồ, xịt họng. Loại có dị táo. Há miệng rộng ra nào. Mình bị dị ứng thuốc. Cụ thể là thuốc gì nhỉ? Tất cả luôn. Mang cái này đi đi. Há miệng ra nào. Nhanh lên. Mình hiểu rồi. Bạn cứng đầu ghê. Nghe này. Bạn làm thế được không? Nào làm thử đi. Giọng mình to nhất vũ trụ luôn đó. Chuyện gì thế? Âm thanh đó ở đâu ra vậy? Hả? Tận thế rồi sao? Mình bay ra ngoài cũng đúng lúc quá. Táo cũng không tệ lắm. Hả? Muốn điếc luôn vậy đó. Ai hét thế? Ai cần tim mà? Lại là bạn. Qua đây. Chết với mình. Thả mình ra. Nhanh lên. Mình muốn giúp thôi mà. Dậy ghê thật chứ. Nữa à? Mời vào. Em đau ở đâu? À, hiểu rồi. Đau răng. Đợi anh chút nhé. Xin chào. Được, mình hiểu rồi. Đừng dọa con bé. Còn em vào phòng đó đi. Để anh khám răng cho. Em ngồi đi. Đúng rồi. Nói. À nào. Ôi, trời tệ quá. Em thích ăn kẹo lắm. Có một cách giải quyết. Cầm băng chải lên. Em chỉ cần đánh răng thôi. Việc này quan trọng lắm. Không đánh là răng sâu thêm đó. Không thích à?
Baby Yoda, ai cũng thấy thế hết. Dễ thương chưa nè? Nói, xem nào. Lại thế nữa rồi.